nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo hỗ trợ thanh thiếu nhi nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Sáng nay tại nhà thiếu nhi tỉnh Bình Dương, Hội đồng đội Trung ương phối hợp với tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình lớp bớt chuyến xe yêu thương năm 2023. Đến dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Lộc. Đại dịch Covid-19 đi qua để lại muôn vàn khó khăn mất mát, hàng ngàn trẻ em bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi. Hiểu và chia sẻ với các em, tháng 10 năm 2021, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai chương trình Nối vòng tay thương nhằm kịp thời đồng hành hỗ trợ trẻ em mồ côi cha mẹ do đại dịch Covid-19, góp phần ổn định tâm lý cuộc sống học tập cho các em. Hưởng ứng phát động của Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương kịp thời triển khai 4 đợt hỗ trợ bao gồm 816 em mồ côi với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng mỗi năm. Trong đó, tại tỉnh Bình Dương, chương trình bảo trợ 113 em mồ côi với tổng số tiền bảo trợ hơn 2,7 tỷ đồng mỗi năm. Hành trình Lovebus, chuyến xe yêu thương nhằm gặp gỡ những trẻ em đang được Hội đồng đội Trung ương bảo trợ dài hạn. Hành trình trao gói bảo trợ năm 2023 trị giá 24 triệu đồng một em, một suất quà Tết, một thùng sữa, một bộ sách, một cặp bánh chưng bánh tét, một chiếc cặp mơ ước và 500.000 đồng tiền mặt. Chúng tôi không chỉ bảo trợ cho các em mỗi tháng là 2 triệu đồng tiền mặt cho đến khi các em được 18 tuổi, mà còn đưa đến cho các em các cái chương trình về giáo dục kỹ năng, các hoạt động trải nghiệm, cũng như là có các chuyến xe của các cô chú, các anh chị là chuyên gia tư vấn tâm lý để luôn đồng hành cùng với các em để giải quyết những cái khúc mắc trong cuộc sống. Và với cái ý nghĩa của chương trình Nối vòng tay thương, chuyến xe yêu thương, thì chúng tôi mong muốn rằng tiếp tục lan tỏa những điều yêu thương nhất, hạnh phúc nhất đến tất cả trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị mồ côi vì đại dịch Covid. Cha bé bị mắc hôm dịch Covid, giờ hoàn cảnh của mình là ở nhà có ba mẹ con cũng sống rất khó khăn, cũng nhờ được sự hỗ trợ của vòng tay yêu thương này cho nên mình cũng đỡ lo về một chút phần kinh tế trong gia đình. Nói chung giờ mình cũng mong lo cho con mình ăn học cho cuộc sống sau này nó tốt hơn, chút đỉnh mình cũng đỡ lo. Mẹ bé mất thì hoàn cảnh gia đình mình thì cũng khó khăn, thì công việc thì cũng không ổn định, thì cũng nhờ được cái tài trợ của bên quý tài trợ cho gia đình thì cũng giúp đỡ cho bé được ăn học. Những phần quà ý nghĩa từ chương trình nhằm góp phần san sẻ khó khăn với gia đình trẻ mồ côi và giúp các em cảm thấy ấm áp hơn trong mùa xuân mới 2023. Đồng thời tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em vững bước trên hành trình đến trường, dựng xây tương lai tốt đẹp. Tham gia chương trình, các em thiếu nhi được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, giao lưu gặp gỡ các tài năng nhí nổi tiếng và trải nghiệm nhiều phong tục đẹp của Tết cổ truyền Việt Nam.